Xin chào các bạn, hôm nay mình và các bạn vô vườn dâu một lần nữa nha. Ở trong đây độ ẩm cao quá cho nên là cái ống kính của mình nó bị ẩm ẩm luôn. Các bạn nhìn thấy nó mờ mờ luôn. Đây là giống dâu Akihime. Này các bạn thấy nó to ghê to không? Nè. Cái tay của mình vậy nè. Wow. Người ta cho mình cái này với lại cái kéo nè, là mình vô đây mình ăn mình cắt, là mình xin nói lại với các bạn là mình vô cái vườn này là 45 phút thì 1 cm 8. 1 cm 8 thì cũng giống như tiền đô thì là 18 đồng vậy đó, thì là tiền Việt là khoảng 360. Mình ăn thử trái này thôi, trái này mình ăn thử thôi, tại vì cái giống Akihime này mình không thích lắm. Đây, trái này to ghê không nè, cái tay của mình vậy nè, nó to vậy đó. Xin mời mọi người nha. Cái giống này mình không có thích lắm, tại kiểu như nó xốp xốp á, nó không có nước nhiều, nó kiểu nó xốp xốp á, nhưng mà nó ngọt. Hôm nay thì mình vô vườn dâu một lần nữa là mình sẽ làm một cái thử thách, đó là thử thách ăn được bao nhiêu dâu trong 45 phút. Thì trong một cái hộp này, như một hộp này ở trong siêu thị á, ở trong siêu thị như một hộp này như vậy nè, thì là khoảng 431 yên, thì coi như là 400 yên là khoảng 4 đồng 80 ngàn á, một hộp như vậy. Thì mình hôm nay mình sẽ xem thử là hôm 45 phút thì mình sẽ ăn được bao nhiêu hộp như vậy nha. Wow, các bạn thấy cái trái này to chưa nè. Đây, cái bên đây nữa nè. Nhưng mà cái giống này á, mình không có thích, mình chỉ cắt thử ăn thử thôi. Đây, cái giống bên đây thì trái nó dài nè, cái này là Benny Hopper nè, cái to cho bá luôn. To ghê chưa các bạn? Này, cái tay mình như vậy nè. Mình sẽ đi loại đằng kia nha. Cái giống ở đằng kia thì mình thích hơn, nó giòn mà nó ngọt hơn. Cái vườn dâu này nó rộng ghê không? Nhưng mà bây giờ thì nó, cái vườn bên đây thì bây giờ nó mới ra trái hơi à. Caorino. Giống bên đây là Caorino. Wow. Đây là giống gì ta? Mình thì mình thích nhất là cái giống trái nhỏ xíu này nè. Đây, thì ăn nó rất là ngọt,
ngọt ngay luôn mà nó giòn. Cái trái nha, các bạn coi à, một cái loại thì trái to thật là to, một loại thì trái nhỏ giống như dâu tây bên mình thôi, nhưng mà cái trái nhỏ này ăn nó ngọt. Đây là hộp đầu tiên của mình nha. Trái này cũng ngọt nữa. Ngọt nhưng mà nó to quá, mình ăn không hết. Đây là một giống khác, trái dài. Nói chung là loại nào cũng ngọt, nhưng mà trái nhỏ hồi xíu hồi nãy thì nó giòn. Còn trái này thì to quá mà ăn không hết, còn trái này thì kiểu như là nó có xốp xốp ở trong á. Bây giờ là đầu mùa, bây giờ là tháng 2, cuối tháng 2 thì dâu ở Nhật này, dâu ở Nhật hành này thì nó có từ tháng 1 tới tháng 5 thôi. Vườn này cũng tới tháng 5 hết à. Các bạn coi nó to như vậy nè. Cái đâu mà mình phải cắn 4-5 lần nữa hết. Không một hộp. Lần này thì mình sẽ cắt một hộp nhỏ này luôn, chứ mình không có ăn cái bự bự. Các bạn đừng có thấy trái nhỏ xíu vậy mà chê nha, nó ngọt lắm, nó giòn nữa. Không ngon giống bên sau lưng mình, không ngon.
45 phút, cho nên là mình phải tranh thủ ăn thật là nhiều, chứ không thì rất là phí tiền. Nhưng mà thật ganh, nếu mình ăn nhiều hơn cái số lượng 4 hộp đó thì người ta vẫn còn lời. Ăn học có phí phạm các bạn, mình ăn mà mình phải ăn tới cuối luôn. Thứ ba của mình, đây là hộp thứ ba, tới to luôn. Rất là ngọt các bạn. Thật sự là cái lúc mà mình mới đến Nhật á, cái mình thấy người ta bán dâu mà mình không dám mua, cái mình hỏi bà già làm chung là hỏi là dâu ở Nhật ngọt hay chua, cái bà nói ngọt. Mình mới mua ăn thử, đúng là ngọt thiệt, mình hết hồn luôn. Tại dâu, dâu thường mà mình ăn á thì rất là chua,
còn cái này là ngọt, người ta sang sinh tố người ta phải dắt thêm chanh vô. Quá. Trái này nó bị xốp à. Mà thấy không? Phía trong này nè. Xong hết học thứ ba. Đây là học thứ tư của mình. Bao nhiêu hôm nay các bạn? Cái này chua chua ngọt, ăn nó là ngon.
cám này thì ăn nó lạ quá. Cái này ngọt. Mình tiếp tục hái một hộp cuối cùng nha các bạn. Sắp hết giờ rồi. Còn nó bự không à? Vậy là mình đã ăn xong các bạn, mình đã thử là mình chỉ ăn được 5 hộp thôi. Bây giờ thì mình về thôi, mình no lắm rồi. Ở bên ngoài rất là lạnh, ở trong này thì không có lạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này của mình nha. Lần sau mà mình có đi vô đây ăn dâu nữa thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nữa nha. Xin chào các bạn.